Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Đầu tiên thì mình cảm ơn mọi người đã lựa chọn và xem video của mình nhé. Lại tiếp nối cái cuộc hành trình làm nhiệm vụ của chúng ta thôi. Hôm nay nhiệm vụ của chúng ta là đây, win tử chiến 5v5 và 2v2, tối đa là cần win 5 trận. Đó, 5 trận. Thì ở đây mình sẽ chọn là chơi 5v5 nhé. Tử chiến 5v5 để mình mời mấy cái bạn của mình để có những cái trận đấu nó thực sự là vui vẻ nhé. Tiện thể đây nó cũng có cái nhiệm vụ là chuyên môn hóa cert đó. Những bạn nào ấy mà đã có con cert này thì đảm bảo là các bạn sẽ có thêm một cái nguồn tài nguyên rất là quý giá để các bạn đầu tư cho những cái loại vũ khí trong tương lai nhé. Thì đây, đây là cái đội hình chính của mình đây. Cứ phải có cối này, em này, rồi tiếp theo là phóng đĩa, súng điện, cả siêu pháo nữa. Đây là đội hình chính thức của mình nhé. Còn mình không biết trong tương lai mình thay đổi thế nào đâu, nhưng mà đây là cái đội hình chính thức của mình nhé. Được rồi, thì ở đây ấy, mình đã mời những cái bạn trong clan của mình để cùng làm cái nhiệm vụ này cho vui nhá. Có bạn VN404 này, Smart Will này, Kirito này, cả VN Hảo Hán nhá. Đó, đó, đây thì có một bạn cuối là bạn VN Hảo Hán đang xếp cái top là 368 nhá. Đó, thì thực sự là toàn những cái bạn chơi hay thôi. Rồi, ván đấu đầu tiên của chúng ta đây. Có vẻ bên kia toàn là bot chăng, mình cũng không biết nữa, hơi khó nhận biết đây. Rồi, mình ra khẩu em nha. Rồi. Bạn Hảo Hán thì bạn ý cũng lựa chọn cho mình. Rồi phát bắn đầu tiên bạn Hảo Hán đã xịt đấy nhỉ. Rồi mình cũng xịt rồi. Không sao không sao. Bên kia xem nào. Rồi phát thứ 2, phát thứ 3, ok, không đủ sát thương đâu. Rồi phóng đĩa là bắn ghê quá. Bên kia có đối hay chăng mà phóng đĩa là bắn ghê vậy? Không, con này là bot thôi nhưng mà nó bắn. Mình đợi ra nhá. Rồi cảm ơn bạn. Ui rồi không được rồi. Tuy bạn cover hết sức nhưng mà không thể cố lên bạn ơi. Rồi cảm ơn bạn rất là nhiều. Trời ơi bạn cứu mình một cái pha phải gọi là tử thần đấy bạn ạ. Cảm ơn bạn VN Hảo Hán nha. Trời ơi thật sự là cái con này nó manh động quá. Rồi phóng đĩa đập rất là ghê luôn. Cái map này các bạn chơi phóng đĩa thì thật sự là rất là tuyệt vời các bạn nhé. Rồi điểm tiếp theo cho mình. Nhìn thấy ra mình. Rồi, rất là nhiều Panther ở trên mình đây. Panther em này, Panther siêu pháo này đều rất là khỏe nhá. Mọi người ấy mà đang phân vân á thì mọi người có thể là chơi cái kiểu ấy được. Nếu mà mọi người chưa có hai cái loại vũ khí ấy, thì mọi người cứ chơi từng bên được, cũng không có gì đâu. Pin là nó kiểu tập tạch nó không được. Rồi mình tí nữa thì nhẹo luôn. Rồi tiếp. Rồi ok. Và mình không, ôi rồi mình bay màu rồi. Mình không cover kịp nhá. Cái lượng đạn nó bay nó đập ghê quá, mình cover không có kịp. Rồi mình ra phóng đĩa nha để mình bắn đập cho nó đá nha. Rồi ai đây? Rồi bạn kia tôi có một con Onyx rất là khỏe nhưng mà bản đồ này chơi cối sao được hả bạn? Bản đồ này chơi cối đâu có được đâu. Rồi nó bắn mình nhưng mà mình có cái lớp rồi bình tĩnh nào. Mình có cái lá chắn nên là cũng đỡ đi được phần nào nhưng con bích này. Rồi được chia lên này, ra chơi tiếp này. Rồi không đủ sát thương rồi, mình cũng bị quá nhiều rồi. Có lá chắn này mình rất tự tin nha, có lá chắn này mình rất tự tin nha. Rồi mình lại lui về này, mình đợi cái khiên của mình lùi. Hết giờ rồi, yên tâm. Tiếp nha, lại nào. Rồi bạn bung ra rồi. Mình sẽ đợi nhá. Mình sẽ đợi cái hàng rào của bạn ấy gần hết là mình sẽ bung nhá. Mọi người chơi cùng nhau ấy mà mọi người có nhiều Panther ấy. Đây này mọi người hãy canh. Đó, mọi người hãy canh. Để như này ấy, thì thực sự là các bạn chơi cùng nhau mà có nhiều Panther thì nó rất nguy hiểm luôn, tại vì các bạn cover được cho nhau. Cái việc mà các bạn thay phiên nhau một cái rào chắn lên ấy thì gần như là các bạn bất tử rồi đâu nhá, đúng không? Gần như là các bạn bất tử rồi. Đấy, thì cái rào chắn này nó có xuyên qua được đâu. Rồi mình bán này ok luôn. Vừa nói vừa chơi đôi lúc là thắng nó không được nhất cho lắm, các bạn thông cảm nhá. Cái này ấy, thì cái nhiệm vụ này chủ yếu là để gắn kết mọi người trong clan thôi, cũng không có gì cả. Trừ khi mà gặp cái team năm nào đó mà nó quá ghê gớm đi thì chúng ta hãy căng thẳng. Còn hiện tại thì trận này thì mình thấy cũng là chỉ là bot thôi, không có cái gì là ghê gớm đâu. Ở đây thì gọi là thi tài xem là ai có nhiều điểm hạ gục hơn thôi, cũng là không có gì cả. Rồi hên cho bạn Hảo Hán nha. Bắt đó cái con rồi mình hạ nó rồi. Cái con Quýt thì nó tí nữa thì nó chiếu với bạn ấy luôn, nhưng mà may quá là nó bị vấp cái bờ tường nhá, không thì mình cá chắc là rồi chỉ đòi nó nấp đủ rồi. Mình giải quyết con này nha, có được không nào? Rồi không đủ sát thương rồi. Đây này con này nhá. Rồi xịt rồi. Rồi Guardian làm cái gì không đây? Rồi phế rồi, mình cũng ra cho bạn ấy nha. Rồi ok. Rồi không xong rồi. Ôi rồi. Được không đây? Rồi muộn quá rồi, mình đến muộn rồi. Mình lại là người đến sau rồi, không kịp rồi. Không kịp để cứu bạn ấy rồi. 20 21 rồi. Có rồi. Ok, quá là đến luôn. 22 rồi. Có được, thêm không đây? Con này nó rất là hơi khó nha. Ra đây. Ok, 23 nha. Rồi trận đầu tiên là thắng nha. Mình MVP Mã Will và bạn Hảo Hán nha. Đấy là hai bạn ở bên vai trái và vai phải của mình. Lại cái bản đồ này. Chắc lại mình không lại như thế thôi. Rồi bạn ấy quang ra rồi. Rồi bạn ấy hạ rồi, mình hơi xem một chút mình bắn sau. Hơi xem một chút. Ok, mạng này của mình nha. Rồi bên kia không có ai cả. Rồi đến lượt mình này. Thêm một tí xíu. Con này. Rồi mình cáu nó rồi. Rồi tầm phạm vi ảnh hưởng của nó rất là xa nhá. Bạn Hảo Hán bạn ấy cũng bị nó khống chế kìa. Rồi xịt rồi. Ba cái hai của mình xịt rồi. Rồi mình quăng lên này. Rồi mình cáu nó rồi. Rồi mình lại bị khống chế rồi. Đây có một con này. Rồi mình đã rất là chắc nhá. Rồi không kịp bắn nó chạy mất rồi. Một chỉ. Rồi không đủ. Ok. Được biết. Rồi mấy con này nó tiếp cận nhanh quá. Rồi một cái phát cáu của mình rất là đau luôn. Tiếp này. Rồi. Trên này. Không được rồi. Nó khuất rồi. Khuất rồi. Con này nguy hiểm đấy. Rồi nó vẫn bị khuất. Con đó vẫn bị khuất kìa. Rồi 404 được không đây? Rồi bạn ấy giải quyết được rồi. Rồi đằng sau kìa. Rồi ok. Ở đây nha. Rồi mình
khá là vướng, hơi hơi khó khăn cho mình nha. Rồi bị tiêu diệt rồi. Tiếp này, ui. Ok. Quên mình phải chơi chơi sớt nữa nha, để mình còn làm nhiệm vụ chứ. Bị tiêu diệt rồi. Còn mà mình đau quá. Không chơi nha. Không chơi này. Nó cũng không chơi được mình rồi. Rồi điểm nó cũng không về mình. Tiếp này. Ok luôn, 22 rồi. Rồi 23. Rồi nó không chơi rồi. Mình chơi sớt nha, để mình làm cái chuyên môn hóa phát. Ok, tiện công đôi việc. Lên đây cũng dễ nha, từ từ này. Cứ bình tĩnh cái đã. Mình sẽ ra đây nhá. Rồi, hai gác khổng lồ này đang làm gì đây? Rồi nó bắn mình xịt rồi. Rồi ok. Tiếp này. Mình đợi các bạn ý gì à? Khiên của con không bắt từ này cái đã. Chứ ai gì à? Rồi, từ từ bình tĩnh nào. Lấy cái bàn hình cái đã. Ok luôn. Rồi không ai gì thì mình phải chạy thôi. Lấy cái tàn hình, ôi giời không kịp rồi. Nó tích khá là nhanh, mình chưa kịp lấy cái tàn hình mà nó đã tích vào người mình rồi. Rồi, dựng nó phát, rồi không kịp rồi, người này mình sang bạn ơi, để mình hỗ trợ cho. Sau đó bạn đi vào tường là bạn may màu luôn. Tiếp này, còn, ok luôn. Rồi trên này, sớt trước nha, con này rồi nó chạy mất rồi. Nó chạy mất rồi, bên dưới này. Rồi đúng lúc, rồi không kịp rồi, không đủ sát thương, may mắn quá. Ôi giời ơi. Cái con này nó ở đâu ra nhỉ, mình không có nhìn thấy nó luôn á. Harry nha. Xà thù này. Rồi. Tiếp lên đây này. Không đủ sát thương. Bình tĩnh nào. Rồi đây mình giải quyết rồi. Con này nha. Rồi. Đây mình hết rồi. Không đánh hết rồi. Ok. Win rồi. Trận này mình không MVP nha. Trận này mình chơi khá là linh tinh. Rồi đây là ván đấu thứ 3 của bọn mình nha. Ở bên kia vẫn không có ai cả. Mình kia vẫn không có ai. Rồi, lại là khá nhiều tay xạ thủ ở đây. Mình nghĩ là chỗ này không hợp với mình rồi. Đứng đông quá thì cũng không có làm ăn được gì hết trơn á. Mình sẽ chọn chỗ này nha. Ok, một điểm hạ gục đầu tiên cho mình. Rồi, không được rồi. Thôi, điểm thứ 2 chắc. Rồi, đúng là điểm thứ 2 thật. Tiếp nha. Rồi, khuất rồi. Đây là, rồi, đây điểm thứ 3 này. Rồi, chia nhau ra thôi. Chỗ này bắn cũng được các bạn nha. Nó không đẹp bằng cái ở giữa kia đâu, nhưng mà cũng ok nha. Ok nha. Mỗi người quản lý những cái cánh khác nhau thôi. Đây nữa này. Không giấu gì mọi người, đợt trước mình từ từ xem nào, từ ra đi. Rồi, xin rồi. Đợt trước mình cũng thua một cái con sớt nó đứng ở đây này. Để nó tàn hình xong nó cứ đứng ở đây nó bắn này. Và cũng tất nhiên rồi là phun sao tím các bạn nhé. M12, sớt M12 phun sao tím bắn rất là ghê. Và đứng ở đây thì cũng rất khó để các bạn bị tấn công. Rất khó để bị tấn công luôn. Nếu cố thì nó rút vào trong này này thì cũng không làm gì được nó này. Mà thôi mình nhắm con này nhá. Đây này. Rồi có doán kìa, rồi bay màu luôn. Rồi bạn nào đây, bạn nào vừa bay màu đây. Mình còn chưa kịp biết bạn là ai luôn á. Từ xem nào. Bên này thì hơi khó nha. Nãy là Smart Wheel bay màu à. Rồi mình tên này nha. Tên này của mình nha, không đủ sát thương kìa. Không sao, hết giờ rồi. Ok. Rồi nào, các bạn bình tĩnh. Sao mà chen lấn xô đẩy nhau ghê vậy. Đây nha, điểm đầu tiên. Mình mở màn nha. Rồi. Có không? Đây này, mình đón chờ ở đây nha. Hay là đây. Đây đi. Từ đây đi. Chần chừ thế nhở. Hơi bị chần chừ rồi nha. Hơi bị chần chừ rồi nha. Tiếp nào. Rồi. Rồi, một phát duy nhất. Rất là may mắn cho mình luôn. Tại vì đó là một con bắt chừng các bạn nhé. Rồi bị hạ lốc rồi. Bên kia mọi người xử lý cũng êm đẹp. Không có. Rồi con đó này nha, khoảng một chút thôi cũng là đủ để mình một hit. Rồi nó khuất này. Nó khuất tầm nhìn rồi. Rồi không được rồi. Có dấu ấn này, button, là on này, điểm của mình. Kiếm này, on này, kiếm này. Rồi của mình kiếm này. Và các bạn sao lại 4-5 người đứng kia mà để nó không như vậy. Thật là vô lý quá đi. Rồi vừa lúc, vừa kịp lúc luôn có cái dấu ấn kìa. Vừa có dấu ấn cái thì khẩu em của mình cũng chạm đến cái con mồi ý và nó bay màu luôn. Đây này. Rồi mình giải cái khiên thôi. Không ngờ là nó lại bật lên đúng như vậy. Ok luôn. Đây là một con này. Không biết là con gì đây. Nào, một chút thôi mà. Một chút thôi, nốt này. Ôi, không được rồi, nó lấp rồi. Rồi nha. Trận này mình MVP Kyoto Smart Wheel nha. Rồi lại cái bản đồ này luôn. Bản thứ tư các bạn nha. Tình hình là vẫn không có ai cả. Mình phải đổ con sớt rồi. Mình cho mình ra đây đi cho nó sáng nhé. Đi ra đây.
Đây, chơi con này đây. Rồi không được là không đến mồm mình. Rồi không chơi rồi. Ôi, vẫn không đến lượt mình ăn. Khá là khó. Khá là khó đây. Làm sao đây, làm sao đây. Ra đây, mình ra đây mình hít thử nhá. Rồi, điểm đầu tiên chăng. Rồi điểm thứ hai. Bình tĩnh nào. Mình không có tàn hình, mình phải bình tĩnh nha. Đâm vào đây phát này. Kìa, cái tâm nó bị hất lên trên. Rồi các bạn nghĩ bị một con mắt rồi, mình không đi tận nhà rồi. Không chết đâu nha. Rồi, đúng sau lưng này. Đẹp cây luôn. Rồi hai con này nó nổ một phát là hơi bị mệt. Hơi bị nhức cái đầu nữa. Đó, mình vừa nói xong. Mình tâm vào đây nha. Rồi, mình lại bị khống chế rồi. Một cái bản đồ, mình xuống đây luôn. Còn ta này, rồi. Khá là khó cho mình cái phát đó. Bên dưới tận 2-3 con mắt rừng nó nổ khiên liền. Vừa rơi xuống cái lại một phát luôn cái con on này kìa. Cứ gì chịu nổi. 1, 2, ok. Trời đau quá, đau quá. Rồi không xong mình rồi. Spawn chỗ nó cũng không hề đẹp đẽ gì cả. Tên mình ngay trận này có vẻ là khá là to nhỏ. Mình bắn đây nha. Rồi. Rồi nó to này. Đó. Thua. Trận này thua các bạn ạ. Rồi lại phải chơi khẩu em thôi. Lại phải chơi khẩu em thôi. Thì mình này mình không có ổn. Rồi. Cứ phải ra khẩu này nó mới dễ win cơ khổ lắm. Xuống nào. Rồi phát đầu tiên, phát thứ hai ok đẹp luôn. Rồi. Mình dựng ra nha. Ui rồi. Đau gì? Đau vậy? Trời đất ơi. Vì mà đau quá vậy nè. Rồi. Tiếp này. Rồi rồi. Dựng ra phát. Trên này nha. Bạn Smart Wheel có làm được không đây? Rồi, Martin phải chạy thôi, chạy đi bạn ơi. Để mình cấu cái khiên nó cho. Tránh xa cái con gì ta. Rồi, mình có đào thì mình bắn nha. Vẫn biết là ấy nhưng mà thôi kệ. Rồi, tiếp đi bạn ơi, có lên, đừng này. Ok luôn, rồi, có đào rồi. Rồi, stalker đến, làm gì đi bạn ơi. Thì rồi, cây phát này chúng rồi. Dựng nha, dựng tiếp này. Rồi, không xong rồi, cái rào thì mình dựng hơi xấu. Rào mình dựng khá là xấu luôn. Lao lên cảm tử luôn này. Rồi, ui, một phát vào mặt mình này. Con này là con 25 đây này. Rồi mất giáp rồi nha. Mình xử lý con 25 này cho các bạn ơi. Rồi không đến một mình luôn. Thôi cứ em thôi. Cho nó cuộc đời nó nhẹ nhàng chút xíu. Onyx. Một hit. Rồi có bích. Có bích bút đam nha. Hai hit. Rồi nhưng mà mình cũng bị cấu khá là ghê. Cái này. Ba hit. Rồi. Rồi đúng rồi bắn đập đi bắt các bạn ơi. Con này. Mình phải lên từ từ nha. Con này sẽ phá nha. Ok. Dùng ra đây phát này. Không được rồi. Quất. Đây nha. Ok, không hạ được kìa. Không sao cả. Rồi, nó bắn đập đau quá. Nó bắn đập vào tường nổ rất là đau luôn. Mình ra đây nha. Nãy spawn ở kia nó đen đủ quá. Không thơm tiện nào hết á. Rồi, các bạn ấy bị một con sớt khống chế rồi nha. Ok, điểm lại ok thường mình. Ôi, nãy nó hạ cả mấy người rồi kìa. Mình ra đây xem nào, nó đâu rồi. À, nó đây. Rồi, nó khá là ghê đấy. Từ từ nào. Đứng ở đây thì nó sẽ không nhìn thấy mình nha. Ok. Các bạn hạ được chưa nhỉ? Mình tàn hình đang chơi con này này. Rồi, bình tĩnh nha, bình tĩnh. Đây con này này. Ok luôn, con này của mình mà không sao cả. Lùi lại một chút xíu nha. Lùi lại nha. Ta mình phát để đỡ bị nhắm mục tiêu nha. Nhiều mắt trần quá, mình phải... Rồi, nó nổ rồi. Rồi, bình tĩnh nào. Ta mình có được không đây? Không được, nổ quá là đau luôn. Quá nhiều phòng đĩa trong cái trận này luôn ấy. Rồi, kết thúc rồi, win rồi. Ok. Mình lại MVP. Và tiếp theo là hào hán cả Smart Wheel nha. Rồi đây là ván cuối cùng của mình nha, 5 ván liên tiếp đây là ván cuối cùng nha. Cái bản đồ này thì chơi cối thôi, còn gì mà để phàn nàn nữa nhỉ. Không biết các bạn ấy có cối không. Rồi. Có mỗi cái bạn là Keto này là có cối thôi, còn đâu là không ai chơi cối cả. Khá là tiếc nhỉ. Đó, double kill ngay. Rồi đây rồi, Smart Wii cũng có cối đây rồi. Đó, ba bọn mình sẽ ở nhà ném nha. Rồi 404 bay màu rồi. Mình ném con này trước nha. Ok, điểm cho mình. Con này trước này nó gần này. Rồi, còn một chút nữa thôi. Không sao. Tiếp này. Đây nha, ném vào chỗ này nha. Rồi, có người hạ rồi. Con này nha. Rồi, gần quá, không được rồi. Mình ping cho các bạn đi tấn công nha. Ôi, mình bị fail rồi. Ôi, mình bị fail rồi. Fail thế chứ nhỉ. Ây da, các bạn làm mình fail quá.
Sau đó mình cứ tưởng là không ai chơi á. Đó, thế mình kiểu mình lao lên ấy. Mình lao lên mình giải quyết ấy. Nhưng mà ai ngồi đâu. Mình vừa lao lên giải quyết cái thì lại có người giải quyết trước mình. Thôi mình đứng đây mình bắn hỗ trợ các bạn ý vậy. Đó các bạn ý. Rồi, mình bay màu rồi. Sớt nha. Ra đây này. Rồi, dí con này. Một điểm hạ gục. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Rồi, không được rồi. Bắn rất là đau. Chơi ground nha. Thế này. Một chỉ. Tiếp. Rồi. Hai chỉ. Rồi, 24 rồi. Rất là ghê luôn. Lại cố nha. À, trên này trước này. Rồi có brick Buddha nha. Rồi quá là tuyệt vời luôn. Trên này thì còn gì bằng nữa. Thôi bạn ở nhà Buddha cho mình đi cũng được. Không sao cả. Đó bị khống chế rồi. Mình ném này. Rồi double kill. Double kill cho mình. Đợi nha, mình gần hồi chiêu, mình nghĩ là Brick cũng là gần hồi chiêu rồi. Thằng này mình mém ở đây. Có chưa bạn ơi, có chiêu chưa bạn ơi? Có chưa? Có chưa? Chưa có à? Rồi, bạn ấy búp rồi. Ok. Bạn ấy đợi mình bắn, bạn ấy mới búp. Căn bản là mình cả bạn ấy gì cũng không giao tiếp được mà à, đoán hành động của nhau thôi. Rồi, rồi, tiếp này, tiếp này. Rồi các bạn ý cũng dọn thế thế rồi. Rồi bắn vào đây nha. Ôi không được rồi. Đây này đây này. Bên này con sớt đang tiếp cận này. Rồi toang hết rồi. Toang hết rồi. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Va đập gì ghê ghê quá vậy nè. Bình tĩnh. Rồi bạn ý bị khống chế. Rồi bị khống chế rồi. Rồi lại có một break nữa. Đấy chơi nó cứ hào hảo này thì ai chả vui các bạn. Hết brick này lại có brick khác nó boost cho mình như này thì chơi này còn không win thì thôi chứ còn chơi thế nào nhá. Cố này. Rồi chỗ này tiếp này. Mình giải này. Rồi chỉ được một điểm hạ gục thôi. Giá nhưng mà được 3 điểm thì có vẻ là đẹp hơn vậy. Rồi nhưng mà mình chưa hồi chiêu không sao. Mình làm được. Mình làm được. Mình làm được. Được mà, mình làm được mà. Tiếp này. Đó, mình làm được mà. Ok. Được người khác xúc cho ăn, nó lại khác các bạn nhỉ. Được rồi, thì đó là 5 cái trận đấu liên tiếp của mình. Rất tiếc là không gặp người chơi nào cả, chủ yếu là toàn bot thôi. Thì mình đã hoàn thành xong cùng với sự hỗ trợ của những cái bạn trong clan của mình. Đó là bạn Kirito này, bạn 404 này, VN Hảo Hán này, các bạn Smart Will nhá. Thì cảm ơn 4 bạn đã cùng mình thực hiện hoàn thành cái nhiệm vụ này. Chúng ta sẽ cùng nhận cái điểm thôi. Rồi vậy là chúng ta đã có 4 cái vé quay nữa rồi. Mình sẽ ra đây mình quay nhá. Đây mình quay tiếp này. Bỏ qua này. Kêu sót, ok luôn. Tiếp theo này, bỏ qua này. À, quick, ok. Quick vẫn rất là ok nha. Bỏ qua này. Vừa đi, đúng rồi, Guardian, Guardian. Rất tuyệt vời luôn. Con gì tiếp theo đây? MD à, MD thì không được nha, MD thực sự không được một chút nào cả. Một cái quay duy nhất. Bỏ qua này. Stalker à, Orion, Orion cũng được, cũng được. Ở đây mình còn Airy, còn Redox Hunter này. Đó, thì mình Stalker này. Thì mình mong là mình ngày mai mình sẽ được Panther cả Airy nhá. Để cho nó đội hình của mình còn khỏe chứ những con khác thì khá là yếu. Được rồi, thì hôm nay lại là một tập 3 hành trình của mình trong cái chuỗi sự kiện này.
để lấy những cái skin về kiêu hãnh để mình có thể hoàn thành một cái đội hình để mình làm video trong tương lai nhá. Đó, trong tương lai chắc chắn rồi thì mình sẽ có một cái video chơi cùng mọi người, tất cả mọi người sẽ cùng mang cái skin kiêu hãnh này và chúng ta sẽ có những cái bản đồ vui vẻ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem đến cuối video này của mình. Mình biết là video hôm nay nó hơi dài, mới cả nó cũng không gây cấn cho lắm, tại vì không có gặp đối nào cả, chủ yếu là toàn bot thôi. Nhưng mà mình hy vọng thì cái sự kiện này sẽ giúp các bạn gắn kết với nhau hơn, cùng nhau làm nhiệm vụ một cách vui vẻ. Thực sự những bạn nào mà không có clan này, không có nhiều bạn bè thì nó cũng hơi buồn một chút xíu, tại vì những cái nhiệm vụ này nó đòi hỏi có cái tình bạn thật là càng nhiều bạn thì chơi nó càng dễ hơn. Còn đối với mình ấy, mà đi đơn ấy, những cái nhiệm vụ này nó hơi khó nha. Mình đảm bảo các bạn luôn ấy, là các bạn đi đơn ấy, các bạn rất dễ là gặp team luôn, nên là nó sẽ khó cho mọi người nhá. Nên là mọi người hãy cố gắng có thể tìm kiếm những clan nào đó hòa đồng, chúng ta vào chúng ta tham gia hoặc là kết bạn. Trên kênh của mình ấy thì toàn là mọi người rất là tốt thôi, thì các bạn mà nếu mà chưa có ai kết bạn ấy thì có thể là bình luận bên dưới giới thiệu một chút về đội hình cũng như là khả năng của các bạn, rồi chúng ta sẽ có những người bạn mới nhá. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình hy vọng là video của mình sẽ mang đến cho các bạn những cái phút giây giải trí ở những cái ngày hè này nóng nực này. Và mình mong hơn nữa là nếu như mà bạn yêu quý mình ấy, thì có thể dành tặng cho mình những cái lời đăng ký kênh mới này, like video và bình luận bên dưới để kênh mình phát triển hơn nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.